Tôi với đồng chí Cát, thế khi ở hai thằng lại cùng một tổ ba người, thế nhưng mà đồng chí Cát lại bị thương thì trước đi điều trị ở tuyến sau, thế là sau đó thì không biết như thế nào, đến lúc giải phóng miền Nam xong đấy ra thì mà đơn vị lúc ấy nó không cho, nếu có hy sinh thì đơn vị không thông báo được, không cho phép thông báo, vì thông báo để nếu thông báo ra là các chiến sĩ khác là mất tinh thần, không thông báo. Thế khi giải phóng miền Nam xong lại ra lại lên chơi đấy, lên chơi thì như vậy là anh Đường anh ruột anh Cát ấy, bảo là Cát hy sinh rồi. Nói đồng đội hy sinh thì sáng lắm, trường xót. Thế nên là bây giờ cứ ngồi kể lại thì nó xúc động, ơi là xúc động, không biết làm thế nào được. Bây giờ càng kể ra thì càng xúc động.